面。Hi everyone, welcome to Finn ASMR. Today I will do anything for our time. Let's go.
Thank you.
ございます。Thank you.
Jefferson, North Officer. Could you give me some comment? Thank you for hearing. Hi everyone, welcome to Vin ASMR. Em là em như cô Tâm. Em là em như cô Tâm ngày xưa. Chị bảo hỏi em là cái gì ăn gì ngon không? À, cái Huyền nó bổ, lại bổ lon mà. Nó bảo là ăn muối thì to, ăn thì không mấy nhưng không được ngọt đậm. Nhưng mà bảo là chắc là em bổ lon rồi. Nhà em chồng em bảo tham ăn nên em bổ lon. Vấn đề gì? Vấn đề mà chị biết kìa. Còn nhà tham ăn thì bổ thế chả chết. Đã bảo rồi phải nứt tiết mới bổ được. Cứ chưa nứt tiết nó đã bổ. Nhà cái Huyền quả đấy cũng xanh còn gì nữa. Toàn những người mai người kia mới được bổ, hôm nay nó bổ rồi. Nói không nghe hết rồi. Chín gì? Quả chị Tuyết chín hơn. Đã bảo rồi, không biết là chín được 1-2 hôm hay gì, chỉ biết là cứ theo kinh nghiệm chị Bích thôi. Đít nó nứt ra thì bố hôm nay cũng thế này, quả bố hôm nay đít nứt ra đấy, bố cũng ngon. Muối vàng, khỏi mẹ muối vàng không mẹ bằng vàng, ngon. Thật đấy. Thật đấy, anh là ghiêm đấy nha. Mai không lâu nhỉ. Mai anh gì? Mai anh đào không? Ừ, anh đi nào. Nghĩ ý bảo là chưa gì cũng đều không? Mai kia? Ừ, được. À, mai, à kia. Mai anh đi nào? Ồ, chân. Tấn thịt. Có ngày kia thì bận không? Kìa ngủ rồi chị. Kìa chắc ăn chơi ngủ rồi. Bơ chín chưa? Bơ chín chưa? Tôi cho vào tủ rồi. Nhà tôi đa phần là chín một nửa hết rồi. Chỉ còn một phần đầu, một phần đít nó hơi rắn thôi.
Còn đâu là chín già nửa quả hết rồi. Cái gì mà mầm mầm đi? Thế chị hỏi bố là sầu bố bảo nào cũng ngon đúng không? Phải không? Tôi bảo tôi hỏi bà mà không trả lời. Đại ca giờ này nên sầu chín hết rồi. Hôm nay bố bảo chị là sầu là ngon ngậy ngọt chứ gì. Tại vì quả bố hôm nay là nứt đít. Sáng nay nứt dăm ba giờ rồi đít này. Chị Bích bảo là ăn được không? Bích bảo ăn được đấy. Bạn chị nó khen ngon lắm. Đây. Ừ, những nhà kia toàn bổ lon thôi. Chị Bích bảo là cái cuống nó phải héo. Đít nó phải nứt ra. Giống như quả hôm nay ấy. Công nghệ nào đít nó nứt ra đấy, đít nó nứt từ mấy đường ra, cứ theo đường này là bổ thôi. Thế là cái đứa bán bánh trung thu cho em ấy. Nó cũng đang sầu nên là bán của bà này bán. Bán ra 95 nghìn cơ. Mấy cả bảo vụ nét nét không mọi người. Hoài Nam được đắt lãi. Loại bé thì 15 nghìn một cân, loại trung bình thì là 25 nghìn một cân, cân đang mật. Đắt quá. Không biết trông hai người. Thế con bé kia còn lấy trung thu nữa không? Thế bảo gì nữa không? Ừ, cứ thôi mình đi tắm đi. Nhớ mặt em nha. Sao bảo bán như vậy mấy triệu không bán à? Chưa đến lúc. Cứ từ từ không bán. Được nhiều. Anh quên. Sao ai nhắn cho mình? Nhắn cho mình mãi này. Phải à? Nhắn cho mình.
treo 48 ổn hơn. Trần chết đôi cánh tay qua đời hiện trong cuốn giấy. Không bao nhiêu sầu đừng nào nữa. Đừng dư quá đi. Kệ. Em xin ra một thời cho chị. Anh Hưng ơi. Anh Hưng. Con chó ơi. Cuộc sống điện nó quá thiệt chạy đấy. Con người em quá thiệt chạy. Anh đi sấy đầu đi. Con người em quá thiệt chạy. Anh nói thì con lớn này xuống đi em. Đi tắm đi.
Đời phiêu du cố tìm một người thật nồng, dẫu trời mênh mông muốn nhớ em. Em nào? Chim kia về vẫn có đôi sao trăng gió phụt thềm. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn thấy một dòng dấu trời gì mấy lâu anh nhớ em. Trời mang ánh sáng năm tháng tư về sáng ai về chung. Đang hát thì kia xuống dốc rồi. Trời mang tia nắng cơ sao còn đắm đuối. Tiêu 5454 làm gì, làm muốn làm gì. Hồng trần trên đôi cánh tay, qua đời em trong chơi. Từng ngày thơ còn ngủ mơ đến khi thật đau đớn. Và đồng người yêu đâu có em, mùa này hi vô kém. Từ người yêu mà thành người dưng đến khi thật đừng dưng 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 dưng. Dưng em bờ vai nhỏ nhỏ, đôi mắt khó mây đêm. Thiên hạ sản xuất hết rồi. Sao? Thiên hạ sản xuất hết rồi. Thiên hạ sản xuất hết rồi. Thank you.
Sớm để cửa, cửa. Lấy cái thẻ. Cửa, cửa. Giết chết phải bây giờ phải tin. Mấy người có giết chết lại. Sợ quá. Sợ quá cơ. Anh vừa đã giết em kia mà bây giờ em thấy kiện anh đã đe dọa. Nghe ai chưa? Mấy phút vừa xong là anh tù một lông đấy. Anh tù một lông mấy tháng từ treo. Thank you.
đàn hải âu, con sâu không muốn bay. Sau này rất ngon, chị ở muối này ngon em ạ. Và những người không biết bỏ cứ tham ăn bổ suốt xong lại kêu kém ngọt. Không ngon thật. Không đâu, không ngon. Không ngon thật, đừng có cố chấp. Em phải cố chấp. Nhà chị Bích quả gọi là quả chín nhất hội hôm qua chị bổ, nhưng mà hôm qua mấy nhà giao nhau bổ từ hôm qua mà hôm nay làm sao mà xin ngon. Lỗi, đừng cố chấp. Bởi vì em cố chấp này, okay. Em cố chấp. Anh không cố em thêm mấy quả sầu nữa. Không cố cho em thêm mấy quả sầu nữa, sầu nữa được. Chút kinh chưa? Là mô quyền này. Xanh rượu này. Say rượu. Chiếu nào? Say rượu xong đâm mấy người lên trên đèn đỏ. Đừng quá. Chiếu nào? Ui giời ơi, sập nguồn, hỏi chết không. Đùa, lại điện thoại đâu? Cho em mượn. Em đang sao? Em tiền dưới kìa. Thank you.
chết rồi. Có sao nữa à? Ai thế cái này hết lắm. Ui, mất bằng da rồi. Ừ.
tự ra ngọc ngà. Ôi dồi ôi, bác bộ quần áo hôm nay nhìn tầm thường lắm. Ê ê, bác chẳng liên quan. Anh vừa nói nhìn này, thế thì chỉ cần này thì thôi. Đăng ký thì không cần này thì đăng ký. Con bé của sao đi xin là nó đùa. Ngay trở về không mà bị mất một. Chắc đâu, nghiên cứu bao nhiêu cái thôi mà. Ủa sao đến tận 240 quầy này hả? Mày okay. Khác, cái này khác. Cái này 50 rồi. Cái này có thể mua được 50. Cái này có thể mua được đủ các kiểu mà. Có chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn.
Anh bảo hai bọn này quả nào chín hơn? Xem mỗi em cái. Không xem hộp quả nào chín hơn à? Tất nhiên là quả này rồi. Ừ, quả này chín hơn, nhưng mà nỗi này nhìn nỗi chưa chín đâu. Cứ như này em bỏ sao được. Anh có thấy còn gì là bơ nữa, sao còn là nỗi này? Chưa chín. Đây đâu nỗi rồi. Em nhờ, chị Mai nhờ chung hộ cực cầm tao hộ em được không? Thật đấy. Tôi nhận được thông tin. Mình chào ra. Không, cảm ơn. Không đùa đâu, em đang hỏi chuyện anh ấy. Mai nằm vòng ra một tay tha hồ mà quay cuồng. Mai nằm vòng ra hồ tây tha hồ mà quay cuồng. Làm gì ạ? Một vòng ra hồ tây. Quay gì? Tha hồ mà quay cuồng. Mình ra đâu một vòng gì? Gạo ơi tao trả cơm này. Gạo ơi tao trả cơm mày.
Ơi. Sao? Hold on, hold on.